Trở lại bản tin ngắn. Trở lại hai cựu quan chức của Hoa Kỳ sẽ điều trần trước Hạ viện về máy tính sách tay của Hunter Biden và câu chuyện này sẽ tiếp tục trong tuần sau. Cựu giám đốc điều hành tình báo trung ương CIA đó là John Brennan, cựu giám đốc tình báo quốc gia Jen Clapper, dự kiến sẽ điều trần trước ủy ban thuộc Quốc hội vào cái tháng 5. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang điều tra và nỗ lực dẹp bỏ các câu chuyện tiêu cực về con trai của ông Joe Biden trước bầu cử của 2020. Dân biểu Jim Jordan đã xác nhận với tờ báo Epoch Times rằng họ đã tiến hành cuộc phỏng vấn được ghi chép lại với ông Brennan vào ngày 11 tháng 5 và ngày 17 tháng 5. Nhưng mà trên thực tế, những cái mà được công bố ngày 11 tháng 5 vẫn chưa có ngày 17 tháng 5 sắp tới đây. Và tôi nghĩ sau cái sự kiện 17 tháng 5 là chúng ta sẽ biết được những cái thông tin cụ thể từ đó. Ông Brennan và Clapper, cả hai là quan chức chính phủ lâu năm, những người đồng bất chính kiến gay gắt với ông Trump. Các chức vụ gần đây của họ dưới thời của Tổng thống Barack Obama. Ông nằm trong 51 cựu quan chức tình báo đã ký vào bức thư hồi tháng 10 của 2020. Bức thư khuyến khích mọi người không nên tin vào những thứ được tìm thấy trong máy tính xách tay của Hunter Biden. Bức thư đã giúp lan truyền cái quan điểm hiện là được chứng minh sai lầm. Những gì mà trong chiếc máy tính xách tay không chỉ là thông tin sai lệch mà Nga tung ra mà hoàn toàn là những thông tin thật. Bức thư được đưa ra sau sự kiện của tờ báo New York Post vào tháng 10 của 2020. Một máy tính xách tay sẽ được chứng minh là của Hunter Biden, con trai của ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ đó là Joe Biden. Bức thư nói rằng email xuất hiện đến chính trường của Hoa Kỳ được cho là con của Biden là con của ông Biden. Phần lớn liên quan đến thời gian Hunter phục vụ trong hội đồng quản trị công ty Boris Nga của Ukraine. Sự việc có tất cả dấu hiệu nhận thấy hoạt động vận hành thông tin của Nga. Chiếc máy tính sách tay cũng chứa ảnh chụp của Hunter Biden, trong đó có những ảnh đang phê thuốc. Quý vị cũng không ngạc nhiên mà tại sao dưới thời của ông Biden cái biên giới nó mở toang để cho những cái chất fentanyl, xì ke, ma túy vân vân là xuất hiện tại cái nước Mỹ chúng ta đó. Là phê thuốc. Phê thuốc. Còn phê thuốc thì đương nhiên cho toàn người Mỹ phê thuốc theo là đúng rồi. Và thời điểm đó cái đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của Biden đã lấy cái bức thư đó làm bằng chứng cho câu chuyện máy tính sách tay của Hunter Biden là thông tin sai lệch của Nga. Đã có cuộc thăm dò ý kiến cho thấy nếu cử tri biết cái nội dung trong máy tính sách tay, một số người sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên khác. Điều này có thể làm thay đổi kết quả cho 2020. Dân biểu Jordan đã yêu cầu một nhân vật gồm có Ngoại trưởng Antony Blinken cũng phải trả lời xung quanh cái chi tiết bức thư này. Ông Ian Sam, người phát ngôn của tờ báo, đã nói với tờ báo Epoch Times rằng trong một email gửi cho đảng Cộng hòa vũ khí hóa quyền lực của họ nhắm vào đối thủ chính trị và tái xem xét cuộc bầu cử 2020 những khiếu nại gây hiểu lầm. Họ tấn công rằng người Mỹ coi cuộc tấn công của đảng Cộng hòa tại Hạ viện là những chiêu trò chính trị làm tổn thương Biden sẽ không khôn ngoan nếu mà đảng Cộng hòa tập trung vào công việc của họ là đang nợ trần vân vân. Tóm lại, ai không khôn ngoan đây? Tụi bay không khôn ngoan hay là tụi bay đã từng quá khôn ngoan về điều này? Và đó là bản tin ngắn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong một chương trình tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.